Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Goroshop 24 giờ. Và hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn một loại nấm đặc biệt trong các dòng nấm linh chi. Đấy là nấm Thượng Hoàng. Đây chính là hộp sản phẩm của chúng ta. Vâng, như các bạn cũng đã biết, nấm Thượng Hoàng thì ở Hàn Quốc được gọi là nấm Sang Hoang. Và nấm này thì được trồng ở những vùng rừng sâu, núi cao hiểm trở, đặc biệt là ở những vùng rừng nguyên sinh. Ngày nay thì dưới sự chỉ dẫn của các nhà khoa học và dưới sự kiểm tra chặt chẽ của chính phủ Hàn Quốc về quy trình sản xuất cũng như là về chất lượng thì nấm Thượng Hoàng đã được nhân giống thành công. Vâng, và phải nói đến cái tác dụng đặc biệt của nấm Thượng Hoàng, đấy là nó có những thành phần hoạt chất giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Chính vì vậy nên là nó được gọi là vua của các loại nấm linh chi trong việc ngăn ngừa sự phát triển các tế bào ung thư. Đặc biệt khi chúng ta sử dụng nấm Thượng Hoàng thì nó giúp chúng ta loại bỏ được các độc tố khi chúng ta trải qua quá trình xạ trị và hóa trị để điều trị căn bệnh ung thư, nên nó giúp kéo dài sự sống cho các bệnh nhân. Vâng, và ngoài ra thì nó còn thúc đẩy sự phát triển của các tế bào tiểu đảo tuyến tụy, nên là nó thúc đẩy quá trình điều tiết insulin trong máu. Chính vì vậy nên khi sử dụng nấm Thượng Hoàng, nó giúp chúng ta làm giảm lượng đường huyết trong máu của những người mắc bệnh tiểu đường. Vâng, ngoài ra thì nấm Thượng Hoàng còn giúp chúng ta chống lại được căn bệnh máu nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch vành, vì nó làm giảm quá trình tổng hợp cholesterol trong máu và ở thành mạch. Nó hỗ trợ sự tuần hoàn máu và tăng cường lưu thông máu, nên là nó cân bằng huyết áp. Ngoài ra thì nấm Thượng Hoàng còn tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta, giúp chống lại các loại virus và vi khuẩn khi nó xâm nhập vào cơ thể. Khi các bạn sử dụng nấm Thượng Hoàng thì nó sẽ hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh hay stress kéo dài của chúng ta, giúp chúng ta an thần và tinh thần được minh mẫn tỉnh táo hơn. Ngoài ra thì nấm Thượng Hoàng còn bảo vệ chức năng gan, cải thiện chức năng gan cho chúng ta, ngừng tổng hợp cholesterol tại gan, nên là sẽ ngăn chặn cái bệnh gan nhiễm mỡ và trung hòa lượng virus và ngăn chặn các cái vi khuẩn lạ xâm nhập vào gan để gây ra các căn bệnh về gan. Ngoài ra thì nấm Thượng Hoàng còn giúp chúng ta loại bỏ các độc tố sắc tố lạ ở da, nên giúp da chúng ta hồng hào, trắng trẻo và chống các bệnh về da như dị ứng, mụn trứng cá. Phải nói đến thì khi mà sử dụng nấm Thượng Hoàng thì có một điều đặc biệt, đấy là nó tăng cường hệ tiêu hóa cho chúng ta, nên nó còn có một chức năng nữa là chống bệnh táo bón mãn tính các bạn ạ. Nếu như các bạn bị táo bón mãn tính thì các bạn cũng biết là nó sẽ kéo theo hệ lụy gì. Đấy là chính là trĩ, đúng không ạ? Rất là nguy hiểm, nó trĩ nội trĩ ngoại. Nhưng khi chúng ta sử dụng nấm Thượng Hoàng thường xuyên thì nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được tình trạng táo bón của chúng ta. Vâng, thưa các bạn, về là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ tác dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng nấm Thượng Hoàng để sao nó phát huy được tác dụng nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Để tìm hiểu những thông tin về nấm Thượng Hoàng hay bất cứ một sản phẩm nào khác của Hàn Quốc, các bạn có thể vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến goroshop24giờ.com, hoặc là các bạn có thể gọi điện theo số hotline của chúng tôi, theo số 0904886428. Chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn một cách chi tiết và cụ thể cho các bạn về sản phẩm nấm Thượng Hoàng hay một sản phẩm nào khác mà các bạn đang tìm hiểu để bảo vệ đúng cái sức khỏe của các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể kéo xuống phía dưới vào phần mô tả của video và các bạn có thể nhìn thấy cái đường link website của chúng tôi. Các bạn có thể ấn vào đấy để tìm hiểu thông tin về sản phẩm cũng như là để đặt mua hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.